Đây là bếp ăn có tên Bữa ăn nụ cười của nhóm thiện nguyện ở đền Đức Mẹ Hằng cứu giúp tại Sài Gòn. Sài Gòn với cuộc sống tất bật vội vã, đôi khi lạnh nhạt thờ ơ, nhưng đâu đó trên những con đường lại có những cử chỉ, những hành động làm ấm lòng tha nhân, nhất là với phận người tật nguyền lam lũ đã chọn nơi đây làm chốn mưu sinh. Hoàn toàn không đăng ký, cứ ai muốn ghé ăn cũng được, nhưng mà phải chính xác là những người trong tiêu chuẩn bán vé số xa quê. Những người tật nguyền, rồi những người neo đơn. Nếu mà gia đình người ta có những người bại liệt hay là gì đó, thì mình vẫn có thể cho người ta mang về một phần cho người ta nữa. Với phương châm mang lại những bữa ăn sạch, no, ngon và thân thiện, Bữa ăn nụ cười đang mang lại rất nhiều niềm vui, hy vọng và tiết kiệm chi phí cho người nghèo, người khuyết tật. Bản thân cô là người sẽ sắp xếp những cái món ăn cho nó đúng với cái tiêu chuẩn mà trong sức khỏe cho người lớn tuổi nè, người đau yếu bệnh tật nè. Ngày nào cũng có món canh và món xào. Mỗi ngày sẽ có 4 món tới 5 món, nhưng mà trong đó sẽ có một món cá, một món gà, một món thịt, rồi trứng. Có nghĩa là 5 món, nhưng mà 5 món đó là sẽ thay đổi. Đâu chỉ là miếng ăn, cuộc đời bây giờ nhiều chuyện lo, chuyện buồn, chuyện khổ, chuyện sợ hãi. Bữa cơm nơi đây ngon, tiếp đãi ân cần và miễn phí, cũng đủ giúp mọi người, nhất là người nghèo, chút an ủi để tiếp tục sống. Những ngọ nguậy vùng vẫy để mưu sinh, giảm hẳn đi một chút mồ hôi nhọc nhằn, trôi bớt những tủi thân nản lòng từ bữa cơm nụ cười này. Tấm lòng thơm thảo trên mỗi bàn ăn, để lại niềm vui nhân lên gấp bội. Ở cái Dĩ An á, rồi hai chồng đi bán số, rồi sẵn ghé đây ăn. Ăn như ăn ở đây á thì nó đỡ, buổi trưa bữa này cũng đỡ, rồi chiều rồi tối về nó cơm đồ ăn. Những người lính tật nguyền trở về từ cuộc chiến cũng là thực khách quen thuộc của Bữa ăn nụ cười. Chúng tôi là những người thương phế binh của chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Chúng tôi bỏ rời và bị đày đọa trên chính quê hương của mình. Chúng tôi phải lặn lội từng góc phố, từng con hẻm, bất kể mưa nắng, giải dầu, khổ cực cách mấy, lê từng cây gậy để mà kiếm từng đồng sống qua ngày. Thì đây là bữa ăn mang đầy nghĩa tình này cũng giúp cho chúng tôi đỡ lo một phần nào trong cuộc sống. Để tật nguyền những kẻ khó khăn, nghèo khổ, có được bữa cơm, nó cũng ấm lòng ghê lắm. No lòng mà ấm lòng nữa. Dường như thực khách đến đây không chỉ cảm nhận được cái ngon trong món ăn nóng sốt, mà còn là vị ngọt ngào đông đầy san sẻ, đùm bọc nhau trong tình thương yêu đồng bào. Đúng ý nghĩa là bữa cơm nụ cười, ai cũng nở nụ cười hết. Và chính những người phục vụ cũng nở nụ cười, mà những người được đón nhận những bữa ăn cũng nở nụ cười. Ở Sài Gòn có rất nhiều lòng thơm thảo, nhiều người tốt bụng phát tâm nguyện lo bữa ăn cho người nghèo, người bệnh, người khuyết tật, người bán vé số, cả người vô gia cư ngoài lòng lề đường. Bữa ăn nụ cười ở đền Đức Mẹ Hằng cứu giúp là một trong vô số thơm thảo đó.